Chiều ngày 14 tháng 4 tại sân bóng Lạc Thanh, Phường Yên Thanh tổ chức lễ bế mạc giải bóng đá cúp các câu lạc bộ Phường Yên Thanh mở rộng năm 2019. Giải đấu diễn ra từ ngày 17 tháng 3 đến ngày 14 tháng 4 năm 2019, quy tụ các câu lạc bộ bóng đá trên địa bàn phường với trên 100 cầu thủ và huấn luyện viên. Xuyên suốt các trận bóng là những màn rượt đuổi tỷ số gay cấn, các cầu thủ thể hiện kỹ chiến thuật linh hoạt cùng tinh thần thể thao đoàn kết. Kết thúc giải đấu, đội Gara Yên Tâm xuất sắc giành cúp vô địch. Ban tổ chức cũng trao giải cho đội bóng phong cách nhất, cầu thủ và thủ môn xuất sắc nhất. Giải bóng đá được Phường Yên Thanh tổ chức hàng năm nhằm góp phần phát triển phong trào thể dục thể thao trong các tầng lớp nhân dân. Mùa giải năm nay là một trong những hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Phường Yên Thanh lần thứ 4 và chào mừng lễ hội Đình Chùa Lạc Thanh năm 2019.